làm nước đá phục vụ cô bác nha. Làm nước đá được chưa đưa ta? Đó. Cái này tính làm rau câu gì vậy cô? Xay lá dứa. Xay lá dứa là hơi cháo. Hơi cháo không? Mấy đứa là mẹ cô vô để chuẩn bị cho bên ngày mai thằng trai qua. Nhỏ con gái lớn mà tím này. Ờ bà cô ăn được đứa trai đứa gái. Tắt. Không có da béo hết. Kinh dây. Áo bỏ cho bà tím sắc thì không biết cắt rồi nè. Tối bà hai. Rau cải các loại. Ủa mấy dì ba, dì năm rồi chừng nào mới qua bà tím? À bà năm sáng này bà còn đi. Bà năm hai từ chiều. Con mau lấy cháo đủ xương cho mấy đi. Ờ lóc lóc cái nào lại nướng quá. Ấy là mình cũng muốn bặm lắm cái thịt. Ừ thì lấy đi lấy. Ờ đổ cho nó đó. Thì lấy đó lấy cho tao hãy hát đi rồi đưa lại cái gì đó. Bắt năm rồi. Cái mọi thứ đã chuẩn bị dần. À cha cô dâu đó nghe. Cô quay dặn gì chưa? Cha cô dâu đã chuẩn bị đó. Chuẩn bị để đón thằng trai đó. Đồ đạc này là của thợ nấu người ta đem lên để người ta chuẩn bị chiều nay người ta sẽ nấu. Đi nấu chắc đủ đi giá mà. Này lát mở thắng mở rồi nướng thịt. Nướng thịt hả? Con mực này ở dưới hình hào mà to quá ha. Một con nào con lấy bự dữ thiệt. Này là mò đó. Con nó cỡ như mấy trăm gram vậy anh Cường? Trong nửa ký giờ lên. Con nửa ký luôn. Cái đầu con ra con được rồi chị. Chị được chỗ được. Buộc gì đó. Buộc nó chùm vô khu một tí tiên cái lỗ đó coi lấy như vậy nè. Buộc coi. Đó, đó. Sao ngược vậy cha? Đãi đi. Cái gì vợ nó. Quá trời con mực bự to luôn kìa, dở lên cho mọi người coi đây. Cái này mực bự da luôn. Rồi ngước cái mặt lên lên cho đẹp thế. Chế ở đâu lần chế? Ở chín. Ở chế ấp chín hả? Ôi nó đã là ngàn đen. Tiếp hơi tỏi hả? Tiếp hơi tỏi. Ở gần nhà trời vuông đen đó. Bộ đá không vậy? Chưa được con kéo, có không con kéo chưa? Một mình đổ nước đá vô nữa hả? Dạ cho nó đi. Sớm được chưa? Thiếu lạnh thôi. Sớm chưa? Dạ lúc nào nó phải lạnh nên nó mới tươi vậy hả? Được. Hả? Lúc nào nó không phải để đá gì nó lạnh nó mới tươi hả? Nó lạnh chứ em hết đá đâu được. Hết đá là nó cũng nó bị sình. Ê mấy cái cục trứng đừng giục đi chị ơi. Dễ gì? À, cục đó giục cái mồi chẹo không đó. Chẹo à dễ giục. Cái cục đó giục là dễ trời lắm đó. Chút người ta đã xách vỏ bọc luôn chứ người kia gạch gì. Để luộc à. Còn cục mực đó mua cái nhiều. Ai biết đâu, tao đó giờ nó cũng mua thứ. Chứ mấy chục ngàn nữa không? Dễ hả? Ủa, cục mực rồi đó hả? Đấy là con mực đó. Mua 100, ta lượng được đợt thì cũng 80 chục
cũng có mua gành hào ở dưới đấy, mua gành hào á, mày mua của mấy thằng ghe. Cái gì vậy Thanh? Bé ơi, chở thao con có thao bự nữa hả bé? Còn có thao bự nữa hả? Dạ. Ở đây giấc mắt không? 300 95 hả? Phải rồi, mỗi lần anh hai về mua giùm đợt cũng 85, 90, 100 mấy cũng có. Ủa, tại mua tại chỗ thôi, chính có 9 mấy hả? Ờ, à, mua với cái xung quanh đó cũng ăn, rồi ghe vô như nào. Ờ, à, ở đây mình làm gì có giá đó. Đúng rồi. Không có ai mua đâu. Có thùng không mấy hè mà đấy. Có thùng không mấy hè thùng cây ngoài giống á. Con mắt mà này mình cũng lật luôn anh. Không ra mực đen thôi em. Lật lật hết. Cái kéo luôn nhé. Có kéo rồi. Nấu hôm mấy mâm anh? Bữa nay 15 mâm. 15 mâm hả? Bỏ mực qua đây để cho tôm cho mực nó tươi. Cái nào muối muối đi nay bác ăn khấu dữ. Có ghê hả? Về đưa gái ba xuống rồi về. Ta đợi chín cho ta ăn. Về ai chị thu một lần ba tiếng bầm mịn ngon lắm. Mịn bầm rồi theo rồi. Đang quay phim rồi, đang quay bài ăn rồi ăn rồi. Dạ. Con Lệ đồ ăn luôn. Chúc Lệ cho chú nhà ta ăn đi. Chú nhà giờ à, hơi sức nào đợi chú nhà. Lát chuẩn mấy tô đi. Ôi mà thấy to vô rồi nha, ăn ai ăn rau nhiều rau ít thì bắt ăn. Có chị phải để rau bắt lên đây. Nấu bún lèo. Nó chắc hẹ nó đấy, người ăn hẹ rồi không nấu ăn. Nấu nước lèo chứ thương. Ờ, bún lèo. Không có chị nhà cũng biết cái lò ngang. Thôi kể ngon mà ăn nước gà rồi bắt lên đó. Cái lèo nấu với cá với tôm với tính mai. Tớ lắm. Ủa đứa nào đi ước hai chồng và ba ta? Ai mà biết rồi. Rồi, ổng cười thuốc mà, ổng cười thuốc. Dạ, em mời ông ấy xuống. Dạ, em bỏ rồi. Bỏ đi. Rồi, em mời ông ấy xuống. Nhà nó không để làm nấu lịch gì nữa. Nó không dám gì nữa. Bỏ cho luôn hả chị? Chút nữa thử đi hả? Tới 10 giờ mới làm lễ. Chứ ai mà hỏi ai, ai đi ướt con xôi thì cái này là món gì vậy anh? Thịt nướng. À, thịt nướng hồi sáng sắc thịt đó nha. Thôi ơi, gọi vô nhà bà đi, bà gì đi. Thịt nướng này mắc sợ quắn lại gì đó hả? Cuộn. Cuộn lại. À, lụi nè. Cuộn mỡ luôn. Cuộn mỡ. Anh Nhật cũng đi theo bên thèm. Bên nhà bà. Anh nấu thế nha. Nấu từ điện cho đen á. Mà cái này điện rửa cho sạch đi. Mình đó mình sắc cái gót đã. Cọt cái gót hết chứ. Cười cái cài. Nắng quá vậy không biết cười hết nổi mà. Chứ mà mình mát ngồi nè chứ. Rồi gọn gọi như đây đứng dậy luôn. Oh.
rửa đừng cho nó dập ra, vũ ra sạch. Vũ. Hi, xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Bây giờ là công đoạn nướng thịt của các thợ nấu. Mọi người xem đây, thơm phức luôn, thơm nức nở luôn. Trống á, quay trống á, đây nướng thịt. Hôm qua ướp rồi giờ nướng nữa nha. Hôm qua ướp này nướng. Bịt mỏ rồi. Ở đây nướng gần cái cống luôn. Nước thịt để qua đêm thì nó mới mềm hết. Mà cúng đúng liền cúng được, mà tại vì mình lấy nè nhiều mình phải nướng để qua đêm. Ít mấy anh này đang thử dàn đồ để xíu là để phục vụ bên đàn trai qua. Thì đâu chứ kìa. Cái hả chị nấu, nấu ngoài mấy hơn 100 cỡ đó. Chị nấu 100 cỡ luôn hả chị? Ngoài không cái gì chị? Nhà mọi người có ai muốn có muốn nấu đáp thì liên hệ chị này nha. Nấu 100 cổ, 200 cổ nấu hết. Em cũng lùng nhiều cũng nấu bảy được mà, nhưng mà ai nó gọt á gọt. Cái gỗ vậy mày biết mình gọt trước đem ra nó có ngon á. Ê vậy á biết sao không? Ê vậy á nhai luôn đi. Nhai, nhai sẵn ra tôi nhảy cho miệng luôn. Nè, chờ nghĩ sao muốn lùng gọt vậy? Chứ muốn lùng mà đãi ra mà gọt. Lịch này làm gì chứ? Nước muối ớt cơ. Đúng quá hả? Ừ, ngon lắm à. Đặc sản nè. Đặc sản Cà Mau mà. Người bà mua được mà được. Hôm qua. Qua là lùng là bị đủ. Gọt cái dĩa rồi được chưa gọt á, chưa gọt thì gọt cái lùng đủ. Rồi gọt rồi làm nhiều. Sơ không biết bao nhiêu mấy. Ở đây giờ đang chứ hai bữa mà ba uống ký ngũ lùng mà ăn nhậu có mấy người thôi thấy chân á. Nói vậy đi chứ nó bàn bán chuyện nó nói bà mua khoai đi nó lợi hơn. Kệ bây giờ ăn của tôi vừa ăn không? Làm như bà. Ai phải làm với mày môn á, được vậy. Phải từ rồi đó. Bà làm vậy không có uy tín lắm vậy điện bà. Bà lấy gì vậy? Nước lẩu hả? Mấy món hơi tự hơi bắp gì đó nở bắp thay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dư dùm cái này nè, còn thiếu gì hết. Này bỏ vô mấy cái dược kia, mấy dược mời bỏ vô cái gì đó. Tới kêu lại chỗ này tao vô. Thằng trai đang xuống nha mọi người. Vậy đẹp quá. Rồi cái đó nè. Mọi người chị cô chú ý không chính. Bên đó xuống lộ bên đó không qua được rồi, giờ đậu bên bển ba chiếc xe luôn. Cậu ơi, giờ muốn đồ dọc rước qua nè. Ủa sao chưa mọi người? Rồi đứng chưa vậy? Chưa đứng chưa vậy? Sao mình đứng hoài luôn vậy? Ủa nhưng mà chưa. Cái hố đó, mình đứng này cái hố rồi. Dạ. Chuyện tình của cô dâu và chú rể này là rất là dễ thương lắm. Đi đâu? Dạ. Cho đi theo. Làm chung khoa gây mê và quen nhau và đã thành vợ chồng. Tiền đó mấy chị bạn à. Xong rồi về được bao nhiêu? Tháng 10 rồi vậy.
xuồng này là xuồng thứ hai nè. Để cái tiến hành để cho họ nhà trai tiến hành làm lễ nhập gia, xin trân trọng kính mời. Chú rể mừng quá cười hoài ta ơi. Anh trai của cô dâu nè mọi người. Đẹp trai lắm mà nha. Trăm lượng của tôi thôi. Sự ủy nhiệm của quý tộc Hòa Nhà Trai, tôi xin kính dâng cây chầu đến quý tộc của Hòa Nhà Gái, cũng như để xin phép đến quý tộc Hòa Nhà Gái, cho phép Hòa Nhà Trai của chúng tôi cùng xin phép được nhập gia trong buổi lễ đính hôn tới của cô dâu Tiết Nhi xuất diện của chú rể Trắng Nguyên ngày hôm nay. Cũng xin cho phép đến những bậc đại diện của quý tộc Hòa Nhà Gái. Ngoài cho đủ hiểu không? Lúc này nó bị bên tối bên sáng. Rồi mấy chị né né dùm ha cho camera ta làm việc ha. Qua cái dịp lễ của họ nhà trai, tôi xin đại diện cho thân tộc của người gái cho phép mình
và xong đại diện các thân tộc Hoàng Nhà Gái cho phép Hoàng Nhà Gái nhập gia và xin đại diện thân tộc Hoàng Nhà Gái xin trân trọng kính mời thân tộc cũng như bạn bè của chú rể bước vào bên trong. Được không? Chụp hình được không? Rồi ok, mọi người cho qua nè, phía sau cho tới. Vâng ạ, cũng xin chân thành cảm ơn ông đại diện của Nhà Gái rất nhiều. Cũng được sự cho phép của quý tộc Hoàng Nhà Gái, cũng xin trân trọng kính mời quý tộc Hoàng Nhà Trai của chúng ta cũng như bộ phận tiếp tăng mình tiến thẳng vào tư gia. Đi giả lên hả? Lời nói đầu tiên thì tôi cũng xin đại diện cho quý tộc của Hoàng Nhà Trai cũng xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng đến quý tộc của Hoàng Nhà Trai. Và người quầy bọc hút bước mơ đẹp thì yêu và được yêu là món quà vô cùng quý giá mà cuộc sống này đã ban tặng cho mọi con người của hai bên gia đình. Thì chàng trai đến từ cái nước của chúng ta bắt gặp được ánh mắt thân thương của cô gái đầm dơi và hai người đã đem lòng yêu nhau tính đến chuyện hôn nhân xây dựng gia đình hạnh phúc. Và hôm nay trong một ngày hết sức là đẹp trời thì hai bên gia đình đã lựa chọn ngày lành tháng tốt, ngày đầy khác đầy lời là ngày 18 tháng 3 năm 2024, và ngày trong đó là một hai lễ và một mâm lọc và tám mâm quà thì còn có trà rượu bánh và trái cây, trước là để trang cúng ông bà tổ tiên, sau đó là quý tộc hai bên gia đình mình cùng phục vụ và thưởng thức trong buổi lễ đính hôn ngày hôm nay. Về phần lựa trang thì quý tộc Hoàng Nhà Trai của chúng tôi cũng có ai dành
cái phần lễ lập cái họ nhà trai đêm qua, trước là dâng lên ông bà quá cố và sau đó đã đành cô bác mời hai họ cùng lấy thảo. Ta mình hãy lấy nha tập cha tập dù và trái cây để tấn kiến lên bàn thờ tổ tiên. Vâng, tôi xin chào kính mời hai anh chú hầu của chúng ta mình trở về hai chiếc ghế an toàn. Cô giáo xinh quá à. Cô giáo xinh. Và tới đây mời đại diện mẹ chồng đi. Đeo chồng nó đeo nhật trang của con dâu. Chú nghĩa đây. Ông cháu vị trí lại đi cho cô dâu đứng nhận mẹ ở đây là cho dễ. Nguyên, em bước ra đây chút xíu, em bước ra đây. Đúng rồi. Như em lui về đây chút. Đi đâu dữ vậy Nguyên? Từ từ cô sát vô dâu chút. Ông thiệt tình quá trời. Dâu lui về hướng đây chút đi em. Dâu đẹp quá mà. Mọi người lui ra tí xíu để mấy anh em làm việc. Và giàu sức khỏe và gặp hay được chị tập con cho công việc của mình. Và tiếp theo tôi xin chào kính mời cô dâu và chú rể kính nhân dụ đỉnh cho dì ba. Mới làm được. Ờ, vừa mới làm được. Mới làm được. Mới làm được. Mới làm được.